Xin chào các nhà đầu tư, tôi tên là Vũ Hà, chuyên viên tư vấn tài chính với 6 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Bạn đang tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong tương lai để nhân đôi nhân ba tài khoản, vậy thì đừng bỏ qua video này. Tôi xin phép được giới thiệu với bạn 7 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng theo phương pháp Kasley nổi tiếng. Hãy cùng khám phá nhé! Đầu tiên tôi xin phép được giải thích định nghĩa về cổ phiếu tăng trưởng. Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong tương lai. So với mức tăng trung bình của thị trường thì cổ phiếu tăng trưởng có mức tăng vượt trội hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ phát triển hơn so với mức chung của thị trường. Đầu tiên là chữ C trong cụm từ Current Quarterly Earnings Per Share, hay được hiểu là EPS. Thì EPS là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Cổ phiếu tăng trưởng thì có EPS tăng trưởng ổn định và cao hơn so với mức trung bình của ngành. Cái số 2 này là chữ A trong cụm từ Annual Earnings Growth, gọi là tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, cho thấy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và bạn hãy tìm kiếm những cái cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng và ổn định qua nhiều năm. Mình có thể ví dụ như là cổ phiếu MCH, công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, thì bạn thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 5 năm gần đây luôn đạt ở mức rất là cao. Số 3 là chữ N trong New Product, New Management, New High, thì sự đổi mới chính là một động lực tăng trưởng của doanh nghiệp, như là các sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới, hay là việc mà cổ phiếu liên tiếp đạt đỉnh mới thì cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cổ phiếu tăng trưởng trong tương lai. Ở đây có thể kể đến như là doanh nghiệp Inmate Farm. Thì năm 2024, Inmate Farm đã ký kết thỏa thuận với lại một đối tác là công ty dược lớn của Hàn Quốc để chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc. Chữ S là trong cụm từ Supply and Demand, nghĩa là việc cung cầu trên thị trường ảnh hưởng rất lớn đến giá của cổ phiếu. Khi mà cầu lớn hơn cung thì giá của cổ phiếu sẽ tăng, vì vậy mà hãy lựa chọn những cổ phiếu mà khối lượng giao dịch lớn cũng như là đang nằm trong xu hướng tăng giá. Chữ L trong Leader or Laggard thì có nghĩa là cổ phiếu dẫn đầu thường có những cái hiệu suất tốt hơn so với các cổ phiếu khác ở trong ngành. Hãy tập trung vào những ông lớn ở trong ngành có thị phần lớn và lợi thế cạnh tranh vượt trội. Ví dụ như là ngành thép thì sẽ có cổ phiếu HBG sẽ có cái thị phần lớn hơn so với lại các cái cổ phiếu còn lại như là NKG hay là HSG. Tiêu chí thứ 6 đó là chữ Y trong cụm từ Institutional Sponsorship, có nghĩa là doanh nghiệp được bảo trợ bởi nhiều các cái quỹ lớn như là quỹ đầu tư, ngân hàng hay là công ty bảo hiểm. Sự ủng hộ của các cái quỹ này cũng là một trong số những cái dấu hiệu cho thấy sự tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu trong tương lai. Tiêu chí cuối cùng là chữ M trong Market Direction. Xu hướng thị trường chung thì có ảnh hưởng lớn đến giá của cổ phiếu. Hãy đầu tư khi thị trường đang trong xu hướng tăng và tránh đầu tư khi mà thị trường đi vào xu hướng giảm. Như bạn có thể thấy rằng là từ đầu năm đến giờ thì chỉ số index tăng từ vùng 1080 điểm và đã có lúc vượt trên 1300 điểm. Đi cùng với lại việc tăng của chỉ số này thì cũng đã có rất nhiều những cái mã cổ phiếu tăng giá rất là cao, ví dụ như là SSI hay là HPG chẳng hạn. Kasley là một công cụ hữu ích để tìm ra cổ phiếu tăng trưởng, tuy nhiên thì không có phương pháp nào hoàn hảo cả. Vì vậy hãy kết hợp phương pháp Kasley đối với các phương pháp khác và quản lý rủi ro một cách chặt chẽ. Chúc bạn thành công trong việc tìm kiếm và đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng tiềm năng. Đừng quên like, share và subscribe kênh để có những video hữu ích tiếp theo.